Chị Lưu xin kính chào quý khán thính giả đang xem trên đài Việt Media và sau đây là phần tin chính trong ngày. Tổng thống Ukraine tuyên bố năm 2025 sẽ quyết định bên nào thắng trong xung đột. Tổng thống Zelensky phát biểu trước Quốc hội, đánh giá 2025 sẽ là năm mang tính quyết định đối với xung đột Nga-Ukraine và khẳng định họ sẽ không nhượng bộ. Phát biểu trong ngày 19 tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay, những thời khắc quyết định đã đến vào năm sau. Chúng ta không được phép để bất cứ ai trên thế giới nghi ngờ về sự kiên cường của Ukraine. Giai đoạn này cũng sẽ quyết định bên nào thắng thế. Theo ông Zelensky, xung đột Nga-Ukraine không chỉ diễn ra ở các điểm nóng như Kursk và Pripyat hay trong phạm vi các tỉnh, mà trải rộng trên toàn Ukraine và thậm chí là cả châu Âu. Ông Zelensky cũng khẳng định, cuộc xung đột này sẽ quyết định xem thế giới hỗn loạn hay trật tự cũng như số phận của Ukraine. Không ai có thể thay thế chúng ta lựa chọn điều này. Tổng thống Zelensky đưa ra tuyên bố trong lúc nhiều bên lo ngại Hoa Kỳ có thể gây áp lực buộc Ukraine nhượng bộ về lãnh thổ. Sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết, ông muốn nhanh chóng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga và Ukraine. Ông Putin hồi tháng 6 nêu lại các điều kiện chấm dứt xung đột gồm Ukraine phải từ bỏ tham vọng vào NATO và rút toàn bộ quân khỏi 4 khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập. Ông nói khi mới bắt đầu, chiến dịch của chúng tôi nhằm vào chính quyền Ukraine. Sau này nó trở thành xung đột giữa Nga và NATO. Đó là lý do chúng tôi cần mất thêm một chút thời gian để hoàn tất chiến dịch. Ukraine lần đầu dùng tên lửa của Hoa Kỳ tập kích lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa ATACMS do Hoa Kỳ viện trợ để tập kích các khu vực bên lãnh thổ Nga. Theo RT, trong ngày 19 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine đã phóng tên lửa tầm xa để tập kích vùng Bryansk vào sáng thứ Ba. Đây là lần đầu tiên Ukraine sử dụng một vũ khí tầm xa của Hoa Kỳ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Ngoại trưởng Nga Lavrov sau đó chỉ trích phương Tây muốn leo thang cuộc chiến nhằm vào Nga. Trước đó, Nga cho biết, phòng không nước này đã bắn hạ 5 tên lửa và làm hư hại một quả đạn, mảnh vỡ rơi xuống một cơ sở quân sự và gây hỏa hoạn. Không có thương vong và thiệt hại trong vụ tập kích. Trong khi đó, Ukraine cho biết họ tấn công kho vũ khí Nga ở thị trấn Kharkiv thuộc tỉnh Bryansk, cách biên giới khoảng 110 km và phát hiện 12 vụ nổ, thứ cấp sau đòn tập kích. Ukraine không công khai họ dùng quả đạn gì, nhưng các nguồn tin quan chức Ukraine và Hoa Kỳ xác nhận với Reuters rằng đó là tên lửa ATACMS. Vụ tập kích diễn ra sau khi truyền thông quốc tế ngày 17 tháng 11 đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Hoa Kỳ viện trợ để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Hoa Kỳ cho đến nay vẫn chưa xác nhận thông tin này. Nói bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 cũng có sự tham gia của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, ông Mark Rutte hay. Tôi hiểu rằng động thái này cũng được kích hoạt bởi một sự thay đổi nghiêm trọng trong cuộc xung đột mà không nên đánh giá thấp, đó là việc binh lính Bắc Hàn cùng với Nga tiến vào trong đất châu Âu. Hôm 17 tháng 11, truyền thông Hoa Kỳ đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Washington cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đến ngày 18 tháng 11, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu EU cũng phát biểu chính quyền ông Biden đã cho phép sử dụng vũ khí của mình trong phạm vi lên đến 300 km bên trong lãnh thổ Nga. Chính quyền Hoa Kỳ đã nói không trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng họ đã đồng ý. Hezbollah chấp nhận đề xuất ngừng bắn với Israel. Quan chức Lebanon cho biết, nhóm Hezbollah đã chấp nhận dự thảo của Hoa Kỳ về thỏa thuận ngừng bắn với Israel, nhưng có bổ sung một số bình luận. Ali Hassan Khalil, trợ lý chủ tịch Quốc hội Lebanon ngày 18 tháng 11 thông báo, chính phủ Lebanon đã phản hồi bằng văn bản đến đại sứ Hoa Kỳ Lisa Johnson tại Beirut, cho biết nước này và nhóm Hezbollah đã chấp nhận dự thảo thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ đưa ra để chấm dứt xung đột Hezbollah và Israel. Khalil nói nhóm vũ trang Hezbollah cũng ủng hộ ông Nabil Berri,
người được đánh giá là đồng minh lâu năm của tổ chức này, đứng ra đàm phán ngừng bắn với Israel. Ông đồng thời xác nhận hoặc phái viên Amos của Tổng thống Joe Biden sẽ đến Beirut để tiếp tục thỏa thuận về thảo luận. Ông cũng cho biết Lebanon đã bổ sung một số bình luận cho dự thảo với tinh thần tích cực, tuân thủ nghị quyết 1701 của Liên Hiệp Quốc cùng tất cả phụ lục bổ sung, nhưng không tiết lộ chi tiết các phản hồi của Lebanon với phía Hoa Kỳ. Được biết, nghị quyết 1701 của Liên Hiệp Quốc đã giúp chấm dứt cuộc chiến Hezbollah-Israel vào năm 2006 với các điều khoản cấm Hezbollah hiện diện quân sự ở khu vực rộng khoảng 30 km từ biên giới Lebanon-Israel đến sông Litani. Khalil nhấn mạnh tương lai của thỏa thuận ngừng bắn giờ đây phụ thuộc vào Tel Aviv, đồng thời cảnh báo Israel sẽ đối diện thêm nhiều rắc rối nếu không thỏa hiệp. Israel chưa bình luận về thông tin này. AFP dẫn lời hai quan chức Lebanon cho biết Beirut ủng hộ phần lớn dự thảo của Washington, khẳng định đàm phán đã đạt được nhiều tiến triển và Lebanon nhìn nhận tích cực về đề xuất. Chính phủ Lebanon chỉ bình luận về cách diễn giải trong thỏa thuận và sẵn sàng gặp đặc phái viên Hoa Kỳ Amos để đánh giá lại một vài điểm chưa hoàn thiện. Truyền thông Israel đầu tháng này cho biết dự thảo của Hoa Kỳ về thỏa thuận ngừng bắn có điều khoản 60 ngày chuyển giao giữa ba bên. Theo đó, trong quá trình IDF rút quân, binh sĩ chính phủ Lebanon sẽ được triển khai đến biên giới và lực lượng Hezbollah dừng rút vũ khí hạng nặng về phía bắc sông Litani. Israel xác nhận đã tấn công cơ sở hạt nhân Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua 18 tháng 11 xác nhận không quân Israel đã tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc tập kích ngày 26 tháng 10 vừa qua. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, đòn tập kích của Israel đã làm suy giảm năng lực phòng vệ và sản xuất tên lửa của Iran, đồng thời đã đánh trúng và làm ảnh hưởng tới một cấu phần trong chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, ông Netanyahu cho biết, cuộc tấn công chưa chặn đứng được con đường tiến tới việc sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran. Iran hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin cơ sở hạt nhân của nước này bị tấn công. Thông tin được Thủ tướng Israel đưa ra trong phiên họp tại Quốc hội nhằm thảo luận về giải pháp với 101 con tin vẫn đang nằm trong tay Hamas. Một số nhà lập pháp đối lập đã giơ cao ảnh của con tin chưa được giải cứu, bày tỏ phản đối cách ứng phó của chính quyền hiện nay với cuộc xung đột Israel-Hamas. Hiệp ước cũng bao gồm các điều khoản về quân sự và các hình thức hỗ trợ khác nếu một trong hai quốc gia phải đối mặt với một cuộc tấn công vũ trang, theo quy định của Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế, trong đó có Nam Hàn, Hoa Kỳ và Ukraine, đã lên tiếng về việc Bắc Hàn đưa hơn 10.000 binh sĩ đến Nga để huấn luyện, và phần lớn lực lượng này đã tham gia chiến đấu tại khu vực biên giới Kursk của Nga, nơi quân đội Ukraine kiểm soát một phần lãnh thổ kể từ tháng 8 năm 2024. Những báo cáo về thương vong của binh sĩ Bắc Hàn cũng làm gia tăng lo ngại về tình hình an ninh tại khu vực này và có thể tạo ra những căng thẳng mới khi đang diễn ra cuộc xung đột tại Ukraine. Nga tuyên bố sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov hôm 18 tháng 11 trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS cho biết, Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ nhưng sẽ không thể nhảy tango một mình và cũng sẽ không làm điều đó. Trước đó, ngay sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh Nga sẵn sàng đối thoại cởi mở với Hoa Kỳ nếu sáng kiến này đến từ Washington. Theo ông Lavrov, Nga chưa bao giờ từ chối liên lạc với bất kỳ ai. Đối thoại luôn tốt hơn về cô lập lẫn nhau. Ngoại trưởng Lavrov mô tả những vấn đề mà quan hệ Nga-Hoa Kỳ đang phải đối mặt là rất sâu sắc, xuất phát từ nhận thức của giới tinh hoa Hoa Kỳ, rằng bất kỳ đế thử nào trong trường quốc tế đều bị chế ngự trừ khi có ai đó đặt câu hỏi về sự thống trị toàn cầu của Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn, ông Peskov cũng đề cập đến những thay đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga. Ông khẳng định,
Các sửa đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga đã được vạch ra trên cơ sở thực tế và sẽ được cụ thể hóa khi cần thiết. Ông Trump lên kế hoạch trục xuất người nhập cư trái phép. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã xác nhận kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp để trục xuất người nhập cư trái phép. Ông Trump đã thể hiện sự đồng tình với một bài đăng trên mạng xã hội Truth về việc ông chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và sẽ sử dụng quân đội để thực hiện kế hoạch trục xuất quy mô lớn. Cuối tuần qua, đội ngũ của ông Trump đã đánh giá kế hoạch tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để giải phóng các nguồn lực của ngũ giác đài. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới với Mexico và sử dụng quỹ của ngũ giác đài để xây dựng trường biên giới nhằm ngăn dòng người nhập cư vào Hoa Kỳ. Còn trong nhiệm kỳ tới, ông Trump cũng đưa ra cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách kiểm soát nhập cư. Ứng viên Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ bị cáo buộc từng dự tiệc thác loạn. Một phụ nữ làm chứng trước Hạ viện Hoa Kỳ nói rằng, ứng viên Bộ trưởng Tư pháp Matt Gaetz từng quan hệ tình dục với cô gái 17 tuổi tại bữa tiệc thác loạn năm 2017. Trong cuộc phỏng vấn ngày 18 tháng 11, luật sư Joe ở tiểu bang Florida cho biết, một nữ thân chủ của ông từng chứng kiến cựu nghị sĩ ứng viên Bộ trưởng Tư pháp Matt Gaetz quan hệ tình dục với cô gái 17 tuổi tại một bữa tiệc thác loạn vào tháng 7 năm 2017 tại Florida. Leopard cho biết, thông tin này được nữ thân chủ đưa ra khi cung cấp lời khai trước Ủy ban Đạo đức Hạ viện Hoa Kỳ. Cơ quan đã điều tra về các cáo buộc nhắm vào Gaetz từ trước khi ông được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm Bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền mới. Người phụ nữ này nói rằng, các loại ma túy, trong đó có thuốc lắc, được sử dụng tại bữa tiệc và ông Gaetz có biểu hiện sử dụng ma túy khi quan hệ với cô gái 17 tuổi. Ông Gaetz được cho là không biết tuổi của cô gái và sau đó mới được thông báo là cô chưa thành niên. Một nhân chứng nữ khác cũng là thân chủ của Laporte cho biết, ông Gaetz đã trả tiền cho họ để dự tiệc thác loạn và quan hệ tình dục. Họ được trả tiền qua thông dịch vụ Venmo của Nestor Galvin, con nuôi của ông Gaetz. Luật sư Leper nói rằng, Ủy ban Đạo đức Hòa viện Hoa Kỳ đã đối chiếu lời khai của nữ nhân chứng này với hồ sơ thanh toán qua tài khoản Venmo của ông Gaetz. Danh tính của các nhân chứng không được tiết lộ. Ủy ban Đạo đức Hòa viện được cho biết, bắt đầu điều tra và báo cáo buộc nhắm vào ông Gaetz từ tháng 4 ngày năm 2021. Sau đó, đình chỉ điều tra Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xem xét thông tin. Sau khi Bộ Tư pháp không khởi tố Gaetz, ủy ban này mới nối lại cuộc điều tra từ tháng 5 năm 2023. Khi được ông Trump đề cử làm Bộ trưởng Tư pháp, Gaetz đã nộp đơn từ chức nghị viện vào ngày 13 tháng 11, vài ngày trước khi Ủy ban Đạo đức Hạ viện công bố kết quả điều tra. Ủy ban này đang xem xét có công khai kết quả hay không, do Gaetz không còn là nghị sĩ. Ông Gaetz không trả lời yêu cầu bình luận và thông tin do luật sư Leopard cung cấp. Alex Playfair, phát ngôn viên nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump, khẳng định Tổng thống đắc cử vẫn ủng hộ sự lựa chọn của mình. Trong một diễn biến liên quan, đài CBS News dẫn lời luật sư đưa tin ông Pete Hegseth, người được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới, từng trả một khoản tiền dàn xếp bí mật cho một người phụ nữ cáo buộc ông tấn công tình dục, mặc dù ông Pete chuẩn đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Ông Timothy, luật sư của ông Hegseth, cho biết MC của Fox News đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp nhằm ngăn cản những người phụ nữ liên quan khởi kiện. Ông Hegseth cũng khẳng định mình vô tội và việc quan hệ tình dục là có sự đồng thuận. Ông Pellator cho biết, nhóm chịu trách nhiệm việc chuyển giao của ông Trump đã trao đổi với ông sau khi thân chủ Hegseth được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Sau khi các thông tin về các cáo buộc tấn công tình dục của ông Hegseth lan truyền, Giám đốc truyền thông Stephen Chang của ông Trump cho biết, Tổng thống Trump đang đề cử những ứng viên có trình độ cao và cực kỳ đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong chính quyền của ông. Ông Hegseth đã kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc và không có cáo buộc nào được đưa ra. Thành phố Monterey xác nhận về cuộc điều tra vào năm 2017 đối với ông Hegseth,
nói rằng các nhà điều tra đã phát hiện người phụ nữ này có vết bầm tím ở đùi phải, nhưng không có cáo buộc nào được đưa ra. Bà Harris bị tố chi hơn gấp đôi cho sự kiện với sao truyền hình Oprah Winfrey. Một báo cáo mới hé lộ chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã chi gấp đôi số tiền được công khai trước đó cho sự kiện tiếp xúc cử tri của ngôi sao dẫn chương trình Oprah Winfrey. Tờ Washington Examiner trích dẫn hồ sơ của Ủy ban bầu cử liên bang Hoa Kỳ FEC cho biết, chiến dịch của Phó Tổng thống Harris đã thực hiện hai khoản thanh toán 500.000 Mỹ Kim cho công ty truyền thông Harpo Production của bà Winfrey vào ngày 15 tháng 10, một tháng sau sự kiện tiếp xúc cử tri do ngôi sao dẫn chương trình truyền hình tổ chức cho bà Harris, và vài tuần trước khi bộ đôi xuất hiện cùng nhau tại một cuộc vận động tranh cử cho nữ phó tổng thống tại Philadelphia. Tuy nhiên, hai nguồn tin nói với báo New York Times rằng toàn bộ chi phí của sự kiện trên thực tế lên tới gần 2,5 triệu Mỹ Kim. Theo New York Times, chiến dịch tranh cử của bà Harris đã chi tới 1,5 tỷ Mỹ Kim, tương đương 100 triệu Mỹ Kim một tuần trong suốt 15 tuần tranh cử tổng thống của bà. Các nhà tài trợ cho đảng Dân Chủ của bà Harris nói họ vẫn đang nhận được một số yêu cầu quyên góp. Đảng Dân Chủ được cho là đang nợ 20 triệu Mỹ Kim từ nỗ lực chạy đua vào tòa Bạch Ốc thất bại của bà Harris. Một số khoản chi được báo cáo bao gồm 9.000 Mỹ Kim tiền kem từ các cửa hàng cao cấp, 15.000 Mỹ Kim cho các dịch vụ giao đồ như Uber Eats và DoorDash từ tháng 7 và hết đến tận vận động tranh cử vào đầu tháng 11. Trong hai tuần của tháng 10, đội ngũ của bà Harris được cho là đã chi tới 2,6 triệu Mỹ Kim cho việc đi lại bằng máy bay tư nhân. Họ cũng chi 900.000 Mỹ Kim để đặt chỗ quảng cáo trên tổ hợp giải trí Sphere của thành phố Las Vegas vào tuần cuối cùng của cuộc bầu cử. Nhưng bà Harris vẫn thua 3 điểm trước đối thủ Donald Trump tại tiểu bang Nevada. Theo các nguồn tin, phần lớn, các khoản chi tiêu xa hoa trên dành cho những buổi biểu diễn và sự xuất hiện của người nổi tiếng, cũng như quan hệ đối tác với những người có sức ảnh hưởng nhằm thúc đẩy các sự kiện trong chiến dịch vận động tranh cử của bà Harris. Khi bị tạp chí TMZ chất vấn về sự việc nói trên, tỷ phú Winfrey khẳng định bà không được trả bất kỳ khoản tiền nào. Một phát ngôn viên của Harper Production thừa nhận với trang Variety rằng công ty đã nhận tiền từ chiến dịch tranh cử của phó tổng thống, nhưng đó là chi phí sản xuất. Người này cũng khẳng định cá nhân bà Winfrey không được chi trả hay nhận bất kỳ khoản phí nào từ công ty. Chị Lưu xin cảm ơn quý khán giả đã xem phần tin tức vừa rồi và xin kính chúc quý vị một ngày thật an lành.